Đó chính là Hàng Lập Công Tử tại Hạ Cam Dụ nghe nói Hàng Huynh là họ hàng xa của Cam Gia, mặc dù tại Hạ chưa từng nghe qua nhưng cũng không dám quá thất lễ. Nếu Hàng Công Tử không che bay thì là xin theo tại Hạ đến khách sạn nói chuyện. Sau khi Cam Dụ đánh giá Hàng Lập dự lễ nói. Nguyên Lai like là công tử của Cam Thúc Phụ, nếu Cam Huynh đã nói vậy thì Hàng Một cũng không chối từ. Hàng Lập cũng không khách khí, thoáng nghĩ một chút rồi lại đáp ứng. Cam Dự khẽ mỉm cười, Hơi né người sang một bên, ý mời hằng Lập tiến vào cam phủ, đại môn đen nhánh lại vô thanh vô tức đóng lại. Một lúc lâu sau, gia chủ của cam gia vốn từ ngoài, ra ngoài từ sớm, ngồi xe ngựa đã về đến bên ngoài của cam phủ. Đấy là một lão già hơn là 50 tuổi, hơi béo, mặc áo ngoài màu lam. Trong phủ có chuyện gì sao? Lão giả tên gọi họ cam trì vừa xuống xe ngựa, thoáng liếc mắt nhìn thấy ánh mắt hạ nhân giữa cửa hơi lóe lên, địa bộ hình như có chuyện muốn nói. Khởi bẩm lão gia, có việc công tử họ hàng tự xưng là thân thích của người, hiện đã được đại công tử mời vào khách sảnh, nhìn có vẻ như đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Nam tử kia giữa cửa lập tức là thành thật đáp, thân thích họ hàng. Lão giả vốn định trực tiếp bước qua cánh cửa khẩu khí khẽ đổi hỏi. Bộ dáng mơ hồ có chút kinh nghi, sao kẻ này không phải là thân thích của lão gia là một tên lừa gạt, có cần lập tức gọi quan sát đến không? Trung niên hạ như cả kinh vội vàng vút đôi nói, có phải tên lừa gạt không còn chưa biết, có lẽ ta thật sự có một vị thân thích như thế. Chỉ là thời gian quá lâu rồi, trí nhớ còn không rõ, người cứ giữ cửa cho thật tốt, không cần phải đa sự. Cam trì sắc mặt khẽ nhăn, thuận miệng giáo hướng hạ nhân trước mặt đôi câu, người nhanh chóng bước vào cửa, thậm chí cũng không có đi thay y phục, liền vội bước vào đại sảnh trước. Lão giả vừa đi đến lối vào, vừa tiến vào đại sảnh thì đã nghe được từ xa truyền lại tiếng cười khẽ dị thường quen thuộc. Hàng huynh không ngờ tới là tứ thương ngũ kinh nghiên cứu thấu triệt như vậy, tiểu đệ thật vô cùng bồi phục. Bất quá trong kinh thư có một đoạn hiền nhân đã viết, để cho rằng và lý giải như thế này, đây rõ ràng là âm thanh cười vui của vị trưởng tử. Bộ dáng tự hồ rất phấn khởi cũng là khách nhân luận đàm. Lão giả nghe được tới đây, sắc mặt có chút âm trầm, một quan chấp động vô giác hơi bất an. Nhưng sau giây lát, lão đành nghiến răng, không ngờ do dự tiến vào sảnh. Phụ thân đại nhân vị hàng công tử này là cam dụ nhìn thấy người tiến vào. Là phụ thân lập tức đứng lên cung kính nói, ừ, um, ta đã nghe hạ nhân nói qua các hạ là hạ công tử, là người tự xưng bà con của sao của ta, không biết trên người có mang tính hàng và tính vật gì không. Cam trì tập trung chú ý trên người hàng lập khẽ khoát tay với đứa con sau khi một quan quét qua một lần trên người của hàng lập chậm rãi nói. Hàng Lập lúc này cũng đứng lên khỏi chỗ ngồi, nghe hỏi như thế tiện lì không khỏi cười cười. Một tay lần trong tay áo, không một tiếng lấy ra một nửa khối bạch ngọc quang lóp lé đưa ra. Cam Trì vừa nhìn thấy Ngọc Bội sắc mặt rốt cuộc biến đổi, lão trình trọng tiếp lấy Ngọc Bội xem xét cẩn thận trên mặt xuất hiện vẻ như là chợt hiểu ra nói. Nguyên lai like, người thực sự là hậu nhân của Ngân Hoa Hoàng Huynh sao? Người hãy cùng ta đến vương phòng, Ta muốn biết rõ sự tình của cô hậu đã mất. Đào giả nắm chặt cổ tay cô Hằng lập dị thường kích động, sau đó lập tức mà Hằng lập rời khỏi đại sảnh, thẳng tiến đến thư phòng của mình. Cô mẫu cam gia mình còn có một người bà con xa hay sao? Cam dụng ngay ngốc đứng trong sảnh trầm ngâm trong lòng thoáng mơ hồ. Thêm kiến hàng công tử vừa tiến vào thư phòng, Cam Trì liền cẩn thận đóng chặt các cửa lại, vẻ mặt lập tức khác thay đổi. Vô cùng kính cẩn thi lễ với Hàng Lập, đứng lên đi, người không cần biết rõ là lịch của ta, chỉ cần biết là kể từ nay, ta là người chuyên môn phụ trách liên lạc với người. Hàng lập nhẹ nhàng nói sau khi phổ vào tay áo, một cổ thanh quan xuất ra tự động nâng thân thể lão giả đứng lên. Dạ rõ, hai vị thiên sinh phụ trách liên lạc với cam gia lúc xưa đã việc tâm hơn 10 năm nay. Không thấy bóng dáng, tiểu nhân vẫn còn lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ có công tử xuất hiện. Chuyện này thật quá là tốt rồi. Cam trì thấy hàng lập thi triển pháp thuật, một điểm hoài nghi trong lòng cũng không còn. Càng thêm cung kính nói, lần này mời cam gia các ngươi ta chỉ là nhân tiện mà thôi kỳ thật ta vẫn còn chuyện trọng yếu trong người và cũng còn có thân phận của ngươi để thế tục và hiệp trợ hàng lập gật đầu hai lòng dùng khẩu khí khiến người không thể cự tuyệt phân phó nó đến bạch lộ thư viện ở bên ngoài thành Thái Sương, thật ra trong mắt của ngoại nhân họ nói thì cũng không có gì quá nổi bật. Cấp bậc thì cũng chỉ là bậc trung trong các thư viện mà thôi, nếu nói thư viện này có điểm gì đặc biệt thì chính là thư viện này không phải được dựng lên trong đại thành nào đó mà lại được kiến tạo trên là Ngọc Liên Sơn, nội danh hiện hết trong quận. Dãy Ngọc Điền Sơn là linh sơn nổi danh của phủ Thái Sương với hơn là 10 ngọn núi lớn nhỏ không đồng nhất. Mặc dù không phải là nơi hiểm trở hùng vĩ nhưng mà tiết xuân bốn mùa kỳ hoa dị thảo khắp nơi thì không thiếu. Lại có vài loài linh dược quý hiếm, chỉ ở trên núi này mới có thể trồng trọt sinh trưởng cho nên đứng hàng thứ nhất trong 13 linh sơn tại Nâm Quận. Bạch Lộ Thư Viện được tu kiến tại Ngọ Huyện Vân, Phong của dãy núi này từ giữa sườn núi cho đến đỉnh núi đầu cát có từng mảng lớn, diện tích quả thật là không nhỏ, đủ có thể chung nào trên nhìn nghìn người. Nhưng theo lý thuyết mà nói với tên tuổi lượng lại như vậy của núi này, tòa bạch lộ thư viện lặng lặng vô danh kia hoàn toàn không có đủ tư cách để ở trên núi này. Dù sao trên mấy ngọn núi được tu kiến liền nhau, đều là những quán danh đại miếu cũng khá nổi danh cùng bạch lộ thư viện hoàn toàn không cung cấp bậc nhưng có điểm kỳ quá chính là bạch lộ thư viện từ hơn nghìn năm trước mới được kiến tạo tại đây các chùa miếu đạo quán này lại chưa từng có người nào vì thế mà tìm thư viện hay viện toái gì ngược lại các tăng nhân cùng với đạo sĩ cùng các đạo quán và chùa miếu kia đối với thư sinh của thư viện thỉnh thoảng ra vào vô luận tuổi tác lớn nhỏ đều vô cùng khách khí quả thực từng làm cho không ít người cảm thấy kinh ngạc một chỗ quái dị khác của bạch lộ thư viện chính là việc thu nhận đệ tử của thư viện, niên kỳ thân phận xuất thân đều có sự khác biệt, tuổi cũng là từ 6-7 tuổi đến là hơn 20 tuổi, hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa thời gian hàng năm thu nhận đệ tử cũng không cố định, chỉ có khoảng là 4 năm mới thu nhận một nhóm, có khi thì 7-8 năm chẳng thấy động tĩnh gì. Nhưng hệ là người đọc sách tiến vào thư viện này cực kỳ hiếm thấy có người đi ra khỏi đại môn thư viện, cấp nơi lộ ra một cổ sắc thái thần bí. Đương nhiên, loại thần bí này chỉ có một ít cư dân địa phương sống ở dưới chân núi của Ngọc Điền Sơn mới để ý. Tục như bên ngoài núi hoàn toàn không hay biết những chuyện dị thường này, bạch lộ thư viện vẫn cứ vậy yên lặng vô danh ở trong nương quận, hiếm có người chú ý tới. Một ngày này, trong núi của huyện Vân Sơn đã có hai người chậm rãi lên núi, một người là nho sinh trung niên có tướng mạo uy nghiêm, một người là thanh niên thư sinh hơn 20 tuổi da dẻ hơi đen tướng mạo bình thường rõ ràng là hàng lập một tháng trước mới xuất hiện tại cam phủ hàng thế trước bạch lộ thư viện sớm đã chấm dứt thu nhận đệ từ hai tháng trước bớt quá ta nghe cam lão hữu nói người trước kia học qua một ít đạo thuật tạp nham cũng biết là sự tồn tại của tu chân giới cho nên lão phu mấy mà người đến thư viện thử một lần về phần thư viện có nhận người hay không còn phải xem cơ duy của bản thân người nữa lộ đại tiên sinh của bạch lộ thư vị chúng ta cũng có chút quen biết sâu xa tạm hàng người tới gặp mặt trước một phen nếu hắn cảm thấy không có vấn đề người ở lại thư viện sẽ không thành vấn đề Nho sinh trung niên này một bên tay áo rộng phất phơ vừa bước, một bên miệng vẫn bình thản nói. Và hết thảy đều nghe nghiêm tiên sinh ăn bày, cam thuốc phụ lần trước nói qua. Vô luận thư viện có hay không thu nhận tiểu chất vào viện, thịnh tình này của thuốc phụ nhất định ghi nhớ trong lòng. Hàng Lập lộ ra một bộ dáng thành thật, quy củ trả lời. Lúc này khí tức trên thân của Hàng Lập chỉ là luyện khí kỳ ba bốn tầng, tư sĩ bình thường căn bản nhìn không ra hắn nông sâu thực sự ra sao. Ngày đó hắn đã ngầm đề xuất với cam trì nhà họ Phùng này, hiệp trợ hắn gia nhập một đại tông tiên tu bản địa, vô luận Phật đạo nho đều được. Sợ chỉ có thể nói trực tiếp như thế bởi vì đường nhịn cam trì chỉ là nhất giới phẩm năm xưa phùng gia do mình lệnh mực này chính là do từ trước đến nay cố ý muốn giao hảo một số tư tiên nhập thế chuẩn bị cho việc cần dùng sau này cho nên vừa nghe yêu cầu này cam trì mặc dù cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không có cái gì quá khó xử vì có điều làm cho y có chút lo lắng đại khái chính là sợ hàng lập vào tông môn này rồi muốn mua đồ làm loạn có khả năng sẽ liên hệ đến cam gia bất quá hết thể sinh ý của cam phủ đều là phùng gia vẫn luôn âm thầm khống chế hàn lập chỉ cần đem những tờ giấy khế đất kia xuất ra trong vòng một đêm là có thể làm cho cam gia hết thể hóa thành hư vô hơn nữa Cam Trị mặc dù biết chút chuyện tu tiên nhưng đối với đại địch thân phận của Phùng Gia lại cảm thấy là thân bí khó lường, cảm thấy kính sợ cho nên tại hàng lập tháng chiến giải thích. Lần này vào tông môn tu tiên sẽ cam đoan không gặp phải phiền phức liên hủy cam phủ, hắn cũng sẽ có thể là kiên trì đến cùng thêm mệnh mà làm việc. Hơi chuẩn bị vài ngày sau, Cam Trì rút cuộc lựa chọn trúng vị trung niên nho sinh họ nghiêm làm cây cầu để đảm bảo giúp cho hàng lập tiến vào bạch độ thư viện. Sở dĩ chọn người này một phương diện của cả thư viện so sánh với Phật đào hai nhà, thu nhận đệ tử rõ ràng rộng rãi rất nhiều, chỉ cần là không phải đệ tử mà tả đạo ma tông, thân mình có là lịch sử sư thừa. Còn có thân thế trong sạch với tiếp nhận như thường. Hơn nữa về phương diện khác, năm xưa cam trì đối với vị nghiêm tiên sinh này từng có đại ân, đối phương xuất thân nho môn với chuyện ân nghĩa luôn luôn quan trọng nhất cũng để nhất định hết tâm sức để làm việc này nếu không mặc dù còn có con đường khác nhưng là khả năng thành công thật sự không cao dù sau tu tiên tôn môn đại tấn mặc dù không giống với thiên nam khó khăn tiến vào như vậy nhưng vợ không phải là một tán tu bậc thấp cứ nói như thế là nói vào Hạ Lập nghe xong tin Bạch Lộ Thư Viện hỏi thăm Minh Bạch một chút vị trí của Ngọc Điền Sơn. Vào buổi tối ngày nọ len lén, lén ngựa khí xa xa quan sát Linh mạch của túi này, kết quả trong lòng tương đối hài lòng. Mặc dù Linh Thạch này không thể cùng so sánh với động phủ của hắn tại Thiên Nam ăn trí rất nhiều linh vật nhãn, cùng với lại Linh mạch khác nhưng so với mấy cái phụ cần thái xương dành còn lại là mạnh hơn nhiều. Lại nói tiếp, nó không phải linh nhãn chi thụ cùng các vật khác, nếu như thường xuyên di động sẽ có tổn hại đến linh ký tinh thuần bên trong. Hàng năm nếu không ăn trí ở trên linh mạch, cũng sẽ làm cho linh tính dần dần thiếu thớt. Hắn chỉ cần mang là hai kiện linh nhãn chi thủ trong người, tùy tiện tìm đầu linh mạch thấp kém nào cũng có thể đến gần đó tu luyện, cần gì phải cân nhắc chuẩn bị trà trộn vào bên trong đầy tông môn tu hành. Vì vậy cứ như thế, hàng lập biến hóa nhanh chóng lập tức thành vị bà con xa nào đó tìm nhân thân để nương tựa là cam trì thúc phụ, mặc ngoài la lịch có thân là linh căng học chút pháp thuật nông cạn tán tu vật thấp đối với con đường tu tiên cực kỳ theo đuổi lúc này mới nhờ vị bà con sai là cam trì thuốc phù này tiến hành trợ giúp xem có thể tiến vào đại tông nào đó để tiếp tục tu hành cam trì tìm được nhân sinh họ nghiêm dạy học ở trong thành nổi danh của đại thư viện vừa nói vị này xuất phát từ ý nghĩa báo ơn cũng liền một miệng đáp ứng do vậy hai người mới hiện có một chuyến đi này ơn ừ, xem ra cam huynh vì ngươi thật đúng là hào tâm chút là tâm tư bớt quá cũng khó trách Thế gian phàm nhân có được linh căn và người may ra có một tự nhiên đối với người để mất một ít. Chính là tài hạ cùng bởi vì là không có linh căn nếu không cũng sớm tiến vào bạch lộ thư viện khổ tu cầu tiên chỉ đạo Nho sinh trong miệng có chút cảm khái nói ra. Hàng lập cười cười, thức thời không có tiếp lời. Sau đó trung niên nho sinh không nói thêm lời nào cùng hàng lập thẳng hướng mà đi. Khi vừa mới đi nhanh đến lưng trường sườn núi đột nhiên mắt thường có thể thấy được trên một ngọn núi khác. Từ đó truyền đến từng hồi, từng hồi tiếng chuông kêu. Thanh âm trầm bổng du dương làm cho người ta nghe xong không khỏi tinh thần đại chấn. Thanh thiện chung này của Bảo Linh tự thật đúng là một bảo vật hiếm thấy, nhưng mỗi ngày ba lần cỏ, mỗi lần cỏ các cao tăng của Bảo Linh cùng tự là không tránh khỏi một vẻ một chút. Nho sinh thân hình dừng lại, xoay người xem xét một chút, ngọn núi này so với huyện Vân Phong còn có chút là cao hơn ba phần, thì thảo lắc đầu nói, hàng là vừa nghe ngọn núi kia là nơi của cửa Phật Tông trong mắt tinh quang chợt lóe lộ ra một tiêu như có ý nghĩa gì đó lấy cảm ngộ của hắn cái gọi là bảo vật này kỳ thực cũng chỉ là một kiện thượng phẩm pháp khí mà thôi không có gì đáng ngạc nhiên hắn đưa tay gỡ gói đồ to dài sau lưng liền tiếp tục theo nho sinh mà đi không có bao lâu hai người rốt cuộc cũng đi tới một khoảng bình đài nơi chỗ giữa sườn núi trước mắt đột ngột sáng hơi chỉ thấy vào trong tầm mắt xanh biếc ngập đầy Xanh um tươi tốt, một tảng lớn rừng trúc xanh xuất hiện ở trước mắt, mà trong rừng trúc mơ hồ có thể thấy được là tường đỏ mái trắng, một mảnh cảnh sắc ưu nhã. Có vài bà thạch u kính nối thẳng sau vào bên trong của chỗ tú lâm, chỗ cuối mơ hồ có thể thấy được một cái cửa son thật lớn cao vài trượng. Đi thôi, cửa chính dưới tình huống bình thường sẽ không mở ra, theo ta đi thi môn là được. Trung niên nho sinh liếc mắt nhìn phía rừng trúc một cái, trong miệng nói như thế mà theo hàng lập hướng một bên, tiến tới đi vào trong một con đường nhỏ tiến vào rừng trúc. Kết quả là 78 vòng sau, Hàng Lập cùng với Nho Sinh hiện ra trước bày một cái là cửa cổ đen kịch cao tầm trường. Nho Sinh nhẹ thở ra một hơi tiến lên ban ban nhẹ nhàng gõ cửa. Cánh cửa vô thanh vô tức mở ra, nhất thời từ bên trong đi ra một người thanh niên nho xăm áo bào trắng. À, nguyên lai là nguyên tiên sinh tới rồi, tiên sinh tìm tới lỗ đại tiên sinh sao. Thanh niên này trên người đinh ký ba đồng có tu vi luyện khí tầng thứ ba. Nhưng mà lại đối với nho sinh họ nghiêm trên người không có chút nào pháp lực khách khí vô cùng. Điều này làm cho hàng lập đứng ở một bên thấy vậy trong lập không khỏi tấm tắc có làm kỳ lạ nếu tại thiên nam loại chuyện này tuyệt sẽ không phát sinh xem ra nho môn thực đúng là quy củ nghiêm nghiêm dĩ nhiên lập cho tu tiên cúi đầu đối với một người phàm nhân bất quá việc này phỏng chừng cũng chỉ có thể là trên người tu tiên vật thấp xảy ra mà thôi cao giai tu tiên tuyệt sẽ không xuất hiện loại chuyện này hẳn lập âm thầm cười lạnh thầm nghĩ ơn ừ, ta lần này là tới gặp lộ huynh lộ đại tiên sinh hiện tại có rảnh rỗi hay không trung thiên nho sinh bất động thanh sắc hỏi trong thư viện hiện nó có một vị khách quý tới, tiên sinh đang ở thư phòng tiếp khách, đợi ta giúp nghiêm tiên sinh thông bẩm một hồi xem. Thanh niên áo trắng suy nghĩ một chút sau rồi nói, cũng được làm phiền các hạ. Nghiêm họ nho sinh nghe vậy lộ ra vẻ tươi cười nói. Thanh niên áo trắng biết người trước mắt mặc dù là phàm nhân nhưng là cùng với phương đại tiên sinh có quan hệ sâu xa không nhỏ. Đương nhiên không dám chậm trễ trong miệng khi khách khí một câu sau vội vàng đưa tay móc ra một cái truyền âm phù nói nhỏ vài câu. Sau đó giơ tay lên truyền âm phù hóa thành một đào hảo quang hướng phía sau bắn nhanh đi trong nháy mắt đã không thấy tầm hơi bóng dáng không lâu sau hàng lập bỗng nhiên cảm thấy một đạo thần thức không kém đột nhiên từ xa xa quét đến lướt thấy trên thân mấy người lướt qua phút qua lập tức là thu liệm trở lại hàng lập trong lòng vừa động biết hơn phân nửa chính là do vì lỗ đại tiên sinh kia chỉ là từ trên cường độ thần thức của người đó nhìn qua cũng là vì tu vi kết đã sơ kỳ so với trúc cơ trung hậu kỳ tu vi đoán từ trước còn muốn cao thâm hơn rất nhiều điều này làm cho hắn có chút ngạc nhiên đối với hắn mà nói người này tu vi cần thấp một chút thì càng tốt. Lúc này mới khó có khả năng nhìn ra phương pháp che giấu của hắn. Một lát sau, từ trên không, chỗ đám người hàng lập đứng, linh ba rung động, bỗng nhiên là vang lên thanh âm nhàn nhạc của một nam tử. Là nghiêm huynh sao tới thật đúng lúc, chỗ này của ta có một vị khách quý, nghiêm huynh không ngại thì đến gặp mặt một chút. À, vị từ hữu bên cạnh người, cùng là đây luôn đi. Nghe nói như thế, vị thanh niên áo trắng kia tự nhiên không dám tiếp tục ngăn trở hai người hàng lập, liền dẫn theo hai người dọc theo một cái hành lang hướng vào phía trong đi tới chỉ chốc lát vượt qua mấy cái cửa sân sau hoàng lập mơ hồ nghe thấy vang vang mấy tiếng đọc sách giống như bộ dáng bình thường vốn chỉ có ở trong các thư viện nhưng hắn lại nao nao ánh mắt lơ đãng chấp động vài cái mặc dù nói nơi này tên là thư viện nhưng những tu tiên trả bậc thấp này chẳng lẽ là không tỉnh tọa luyện khí thật sự đem đại bộ phần thời gian lãng phí vào việc đọc sách sao đây là đệ tử hạ viện của bạch lộ thư viện chúng ta đang tiến hành đọc sách vào giờ ngọ như thường lệ muốn tiến vào thượng viện thu hành chỉ có linh căn pháp lực là không đủ phải bồi dưỡng ra hạo nhiên chi khí của nhau môn chúng ta rồi mới có khả năng dù sao hơn nửa công pháp của nhau môn chúng ta đều lấy hạo nhiên chi khí làm phụ trợ Hạm dư chi khí càng nhiều càng mạnh, sau này tu luyện mới có thể tiến triển cực nhanh, tiền đồ không thể hạn lượng. Thanh niên áo trắng tự hồ nhìn ra sự kinh ngạc của Hàng Lập, mỉm cười giải thích đối với vị thanh niên do nho sinh họ nghiêm tự mình đưa đến. Có cùng tu vi không sai biệt lắm, hắn có chút là chủ tâm muốn giao hảo. Thì ra là như thế, Hàng Lập cảm thấy được thiện ý của người này, hướng bên này gật đầu cười cười. Lúc sau, ba người xuyên qua một loạt lầu cát lớn quanh co qua mấy phòng, đột nhiên đi tới trước mặt một tiểu viện ương nhã. Vừa tiến vào sân này, vốn tiếng đọc sách rõ ràng đang lọt vào tay lập tức vô ảnh vô thôn biến mất trong sân diễn nhiên được bố trí cấm chế cách âm nhờ sinh họa nghiêm gặp tình hình này thường sắc như thường bộ dáng tự hồ đã tới nơi mà không chỉ một lần mà thanh niên áo trắng kia khi tới nơi này cũng không dám tiến vào chỉ đứng ở ngoài cửa sân hướng hai người cáo từ rời rời đi thấy bóng đơn thanh niên ở bên một lầu cát chợt lóe ra rồi không thấy bóng dáng nữa nhờ sinh họa nghiêm khôn khéo sửa sang lại quần áo hướng một gian phòng lớn chậm rãi đi đến bộ dáng muốn gõ cửa nhưng là hắn vừa mới một bước đi tới cửa phòng vốn đóng chặt lại văng lên một tiếng nhỏ tự động mở ra đồng thời nơi đỉnh đầu lại lần nữa truyền đến thanh âm của vị lộ đại tiên sinh kia Nghiêm Huynh mời vào. Hoa Liên, tiên cô của Hoàng Thanh Quang vừa lúc ở tiểu câu làm khách, vừa vặn lộ bộ muốn giới thiệu với Nghiêm Huynh một chút. Lộ đại tiên sinh đối thoại thông dâm chững chạc, nghe không ra trong đó có chút cảm xúc cụ thể gì. Hoàng Thanh Quang nhỏ sinh họ nghiêm trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc nhưng dưới chân lại không có chút nào chần chừ bước vào hàng lập tự nhiên cũng theo sát tiến vào vừa vào cửa phòng chính là một gian phòng khách một nam một nữ phân chủ khách đang ngồi trong đó nam hơn 40 tuổi khuôn mặt gầy gò ba chồng râu dài nhìn qua thì thấy là loại người hỉ nộ không lộ ra ngoài thâm trầm ổn định khí chất trên người cùng với nho sinh họ nghiêm có vài phần tương tự nhưng lại có một loại cảm giác uy nghiêm không nói nên lời nữ thì mất là hơn là 20 tuổi tóc đen da trắng thân mặt đạo bà màu vàng tay nắm cầm phất trần ngân quan giới loại nhưng lại có một cổ khí chất tao nhã quý phái đúng là một vị đạo cô Do sinh họ nghiêm cùng với Hàng Lập vừa tiến vào trong phòng, ánh mắt của hai người người này tự nhiên là quét lại đây. Vị này chính là nghiêm nghiêu tiên sinh đại danh lừng lẫy sao? bọn đạo mặc dù ở trong quán còn màn thế sự, nhưng đã nghe nói đại danh ung hoa thư viện của nghiêm tiên sinh. Hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người, lỗ đại tiên sinh còn chưa mở miệng, đào cô trẻ tuổi mỹ mạo này lại mỉm cười chào hỏi trước. Sau đó ánh mắt tùy ý lại trên thơ của Hàng Lập quét qua một chút, xong cũng không lưu tâm mà thu hồi lại. Cô gái này chỉ là một nữ tử trúc cơ hậu kỳ nhưng tại trước mặt lỗ đại tiên sinh bình thản ngồi xuống lời nói tự nhiên hiện như là người rất có la lịch. Không dám đại danh chư vị tiên cô cùng Hoàng Thanh Quang, nghiêm mộ cùng nghe qua kỳ danh, hân hạnh được gặp hoa liên tiên cô. Do sinh họ nghiêng không chút nào dám chậm trễ, vội vàng chắp tay nói. vạn bối sinh ra mắt nhị vị tiền bối, hàng lập cùng tiến lên nửa bước, kính cẩn tiên lễ nói. Vị từ hữu này là vị lỗ đại tiên sinh kia, hai con mắt hiếp vào ngừng hỏi. Đây là hàng lập thế chất là họ hàng xa cùng một người bạn tốt của tại hạ bởi vì nghe nói qua tên tuổi của bạch lộ thư viện lão phu không muốn làm lão hưởng mất mặt cố ý dẫn hắn đến thư viện thử một lần thử xem có thể có tư cách vào thư viện hay không nhờ sinh họ nghiêm thông thả điềm tĩnh nói ra ồ là con cháu lão Hữu của nghiêm huynh linh căn tư chất từ hồ bình thường bất quá còn muốn cẩn thận phân biệt thuộc tính mới có thể hàng tự hữu người lại đây một chút lỗ đại tiên sinh ước lượng là hàng lập vài lần sau một lúc lâu bất đồng thanh sắc nói ra Dạ tiền bối, Hàng Lập nghe vậy không chút do dự bước qua bị đối phương dùng một bàn tay lành lạnh, một quà phát bắt được cổ tay. Lấy cường đại thần thức Hàng Lập, căn bản không sợ so đối phương có thể nhìn ra cái gì, vô luận linh căn thuộc tính hay là căn cố cũng có thể dễ dàng che đại được tình huống chân thật của bản thân, chỉ cho đối phương xem bài tin tức giả mạo. Bớt quá Hàng Lập cũng không muốn bản thân làm người khác quá chú ý, sinh ra bất lợi đến việc sau này thay thư việc âm thầm tu hành. Cho nên ở trên tư chất linh căn thực sự hoàn toàn hiện ra linh căn thuộc tính của chính mình, không có động tay động chân làm cái gì. Tự linh căn thuộc tính trên cơ bản cũng đủ tiêu chuẩn thấp nhất của gia nhập tu tiên tông môn, chỉ là ở trên căn cốt hắn che đậy cốt linh thực sự, làm cho đối phương nhìn không ra kỳ quan trong đó. Nga, tứ linh căn thiếu kim, nhưng mà cũng miễn cưỡng đủ tư cách vào ở thư viện, nhưng người ở trong cơ thể có pháp lực trong người đã tu luyện qua bậc tha pháp thuật. Cũng may tu luyện chính là phần túy mộc thuộc tính công pháp, cũng không phải là tài dị nên không thành vấn đề. Bớt quá, người tuổi tác khá lớn, tư chất cỡ này khả năng có thể là trúc cơ cơ bản cực kỳ bé nhỏ cuối cùng nhiều nhất cũng là bộ dáng luyện khí kỳ 7 tám tầng nếu là nói như vậy kỳ thực còn không bằng làm một tán tu càng tự do tự tại hơn một ít lỗ đại tiên sinh do xét trước sau buông lỏng cổ tay của hàng lập bình tĩnh nói lời đánh giá này vẫn bối đã nghe các tiền bối khác nói qua bất quá vẫn bối tin tưởng cần cụ bù thông minh vẫn là chuẩn bị ở trên con đường tu luyện thử một lần hàng lập ở trước mặt của lỗ đại tiên sinh thả tay nhọc theo người dùng ngựa khí thành khẩn dị thường nói ra. Lộ đại tiên sinh thần sắc khẽ động, nhìn một chút nho sinh họ nghiêm ở bên gật đầu nói. Tiểu hữu có tâm tu luyện kiên nghị như thế, bọn như cũng không nói gì thêm, bớt quá tiểu hữu đã là tán tu nhập môn. Ở trên tu luyện tạp thuật có mặt nào là sở trường. Nghe xong lời này, Hàng Lập nao nao có điểm ngoài ý muốn không nghĩ được đối phương có thể hỏi hắn một luyện khí kỳ tu sĩ vấn đề này. Thật sự chẳng thể nào là nể mặt mũi nho sinh họ nghiêm đối với hắn có điểm chiếu cố sao? Tâm niệm như điện chuyển động không ngừng nhưng Hàng Lập trong miệng không có chút nào chần chừ trả lời. Phản bối ở trên luyện khí chi đào hơi có quan hệ chỉ là với tu vi cùng kiến thức của phản bối. Tự nhiên chỉ có thể luyện chế một ít vật cơ bản nhất mà thôi, căn bản chẳng hơn cái gì luyện khí. Hết lời này, Hàn Lập phản phất có chút xấu hổ, nét mặt lộ ra một tiên hài ngùng. Nga hiểu được luyện khí. Hiện tại tán tu có rất ít người đi học luyện khí thuật. Dù sao hao phí trong đó, thật sự không phải chuyện đùa, lỗ đại thi sinh có ngạc nhiên nói. Một bên đạo cô nghe được lời ấy, trên mặt chỉ sắc chật lóe hơi lộ ra sắc mặt vui mừng. Vạn bối cũng là có được một ngọc dạng luyện khí, luyện chế lung tung một chút. Hàng Lập tự nhiên cực lực làm thấp đi luyện kỹ thuật của bản thân, nếu không phải băn khoăn nói thực chính mình cái gì cũng là không nói. Có thể đối với gia nhập thư viện rất là ảnh hưởng, Hàng Lập thật đúng là không muốn tự tìm phiền toái, nói tới cái gì luyện đan khí thuật các loại. Bất quá so với luyện khí mà nói, hiểu được đan thuật cùng với trận pháp chi đạo đã ít là càng ít hơn, sợ rằng nói ra cũng càng làm cho người ta chú ý đến. Hàng đạo hữu nguy hiểm được luyện khí, cái này thật là tốt quá. Lỗ tiền bối ta xem như là cũng không cần phải là mượn luyện khí để tự của quý môn nữa. Vị hàng đạo hữu này nếu còn chưa vào quý viện, không bằng đem nhường cho bần đạo. Vào hoàng thanh quan của ta được không? Vì đạo cô kia lại đột nhiên mở miệng nói ra một câu như vậy. Lần này nho sinh họ nghiêm cùng với hàng lập đã bị dọa cho nhảy dừng, nói tiếp ngạc nhiên. Hoa liên tiên cô, thế này thật không ổn lắm đâu quý quan là nữ quan có thể nào cho hàng uh, hiện chất là một năm tử như vậy gia nhập nho sinh họ nghiêm cơ mặt giật giật không nhìn được nghiêm mặt nói hoàng thanh quan mặc dù là nữ quan nhưng bên trong cũng không khỏi là không có tại gia tu sĩ cùng năm tử môn nhân gia nhập những người này vào hoàng thanh quan nhưng trên thực tế là sống ở ngoài quan nghiêm tiên sinh quá lo rồi đạo cô vừa hé miệng cười khẽ nói thì ra là như thế nghiêm mộ đối với là hoàng thanh quan xác thực là không biết nhiều chỉ có hàng hiện chất là muốn gia nhập bạch lộ thư viện Gia nhập quý quan vẫn là có chút không thỏa đáng vì nghiêm tiên sinh này thật sự là với việc hàng lập gia nhập thư viện rất để tâm. Rõ ràng biết đối phương thật sự không phải là tâm thường, vẫn là lên tiếng tranh luận nói. Lấy tư chất hàng đã hữu cho dù là gia nhập thư viện cũng chỉ là làm một người đệ tử bình thường mà thôi. Không có tiền đồ gì mà nói, mà bổn quan đang chuẩn bị muốn luyện chế thứ bảo vật hiện cho lúc thiếu khuyết một đệ tử cấp vật thiếu luyện khí thuật làm trợ thủ chỉ cần hàng đạo hữu nguyện ý gia nhập bổn quan, chẳng nhận ở trên luyện khí thuật càng tiến sâu một tầng, thậm chí bần đạo còn có thể làm chủ. Ở trên tu luyện chiếu cố nhiều hơn một chút, không dối gạt nhiễm tiên sinh, bần đạo lần này đến thư viện. Vốn là muốn mượn thư viện một đệ tử hiểu luyện khí thuật, hiện tại sẵn có người tự nhiên không cần làm phiền độ đạo hữu nữa linh liên tiên cô không chút thật uh, vật lòng, ngược lại cười tụm tiệm giải thích nói, cái này lỗ huynh ngươi thấy sao? Nho sinh họ nghiêm ngay được đối phương nói như thế, vẫn chần chờ một lúc sau không quay ngẩng đầu nhìn về phía lỗ đại tiên sinh hà đạo hữu chưa gia nhập bộ viện vẫn là thân tự do có nguyện ý bái làm hoàn thành quan môn hạ hay không tự nhiên do bản thân hắn quyết định bất quá đúng như hoa liên tiên cô đã nói cho dù hà đạo hữu bái vào bổn thư viện là môn hạ tu luyện lỗ mộ cũng không có thể trợ giúp gì tiền đồ thật không đáng nói mà hoa liên tiên cô lần này đến bổn thư viện cũng thật là tìm một đệ tử bậc thấp uh, hiệu luyện khí cùng với một chút bái vào là hoàn thanh quan môn hạ nhưng cũng là một uh, lựa chọn không tồi Lộ đại tiên sinh thần sắc không thay đổi trầm giọng nói ra, nói đến nơi đây, trong phòng ánh mắt của ba người tất cả đều rơi vào trên người hàng lập, có lo lắng, có tò mò, còn có hơi chút hưng phấn. Hoàng Thanh Quan hình như con nghe qua tên này tự hồ là một đảo quán ở trên một ngọn núi khác ở dãy Ngọc Điền Sơn. Nhưng mà trước đó hàng lập cũng không biết đảo quán này đúng là nữ quan với tông môn này một điểm cũng không biết, chỉ có thể mặc lộ vẻ mịt mờ, một đầu mơ hồ với hàng lập mà nói kế hoạch tự nhiên bị đảo loạn một điểm cũng không hiểu rõ bằng không là ở bạch lộ thư viện là thích hợp hơn. Những nữ tu ở trước mặt đề ra điều kiện tốt như thế, hắn là một vị tán tu, lại một lời từ chối, vẫn muốn gia nhập bạch lộ thư viện. Sợ rằng lỗ đại tiên này sẽ là sinh lòng nghi ngờ, hiện tại đối với vị hoa liên tiên cô này, bỗng đâu đi ra làm loạn, hàng lập tự nhiên âm thầm trợn mắt trong lòng liên tiếp chữa thầm. Không dám dối gạt Hoa Liên tiền bối, vẫn bối đối với Hoàng Thanh Quang thực sự là hiểu biết không nhiều lắm. Nhưng quý quan nếu là nữ quan nói như vậy tại công pháp hay là trên phương pháp tu luyện, đối với chúng ta nằm tu mà nói có không chút thích hợp. Hàng Lập trong lòng cơn nhắc rất nhanh, rốt cuộc tìm ra một lời nói thật là khó để mở phân giải. Miễn cưỡng có thể coi là lý do thông suốt. Hóa ra hàng đã hữu lo lắng việc này, cái này thì không cần lo lắng. Hoàng Thanh Quang chúng ta kỳ thật chỉ là một tiểu nhánh trong là tam hoàng quang những nhánh khác là hoàng dương quang hoàng thánh quang đều là nam tu chủ trì đạo quán tu luyện pháp môn của nam tu căn bản không thiếu hơn nữa ta xem đạo hữu trên người cũng là không có trời sinh hào như chi khí tồn tại bái vào bạch lộ thư viện môn hạ rồi muốn một lần nữa bồi dưỡng khí này so với tu luyện công pháp của chúng ta mà nói sợ rằng còn khó hơn là ba phần Đương nhiên, nho mô công pháp nếu là đại thành, có hạo nhiên chi khí phụ trợ, thần thông vượt xa, không phải là đạo gia công pháp bình thường có thể so với bất quá đối với hàng đạo hữu mọi nói. Nói mấy cái này cũng hơi sớm, chẳng lẽ hàng đạo hữu thực sự là không vừa mắc vũ quan sao? Hoa liên tiên cô cười mỉm, không chút hoang mang nói ra, trong lời nói cũng không dám đối với nho mô có chút bất kính. Hoa liên đạo hữu nói có lý, nho mô công pháp chúng ta giai đoạn đầu đích xác là nếu so với đạo Phật hai nhà tốn hao thời gian hơi nhiều một chút, hàng tiểu hữu lấy điều kiện của ngươi vẫn là bái vào hoàn thanh quan môn hạ tu luyện đã càng thích hợp. Hoa Liên đạo hữu nếu đã đáp ứng thể sẽ chú cố nguy hơn, người ở môn hạ hoàng thanh quan ngược lại trúc cơ cũng không phải là một tia hy vọng cũng không có. Lỗ đại tiên sinh cũng thông dong mở miệng, nghe mấy lời này hàng lập trong lòng không thể nói gì nữa, xem ra thật sự không thể tránh vậy là sửa đổi lại mục tiêu nguyên bản. Nếu lại tiếp tục kiên trì vị lỗ đại tiên sư này sẽ không đổi lên hoài nghi mới là lạ. Của may Hoàng Thanh Quang cũng ở chỗ linh mạch bên trong Ngọc Điền Sơn, bản thân mình cẩn thận hơn một chút, hẳn sẽ không gây ra điều gì ngoài ý muốn. Trong lòng thầm nghĩ như vậy, Hàng Lập cũng chỉ có thể nhéo cái mũi tự nhận suy xẻo, biểu hiện vẫn làm ra vẻ mặt hơi hơi hưng phấn. Nếu hai vị tiền bối đều đề nghị như thế, nói vậy chắc là không sai, vậy phần bối hết thảy đều nghe theo an bài của nhị vị tiền bối. Nghe Hàng Lập nói lời thức thời như thế, đạo cô trẻ tuổi rút cuộc hài lòng gật đầu, lỗ đại tiên sinh chỉ là mỉm cười. Mà nhờ sinh họ nghi mặc dù càng hy vọng hoàng Lập có thể bái vào dưới nho môn nhưng thấy chính bản thân hoàng Lập đều không có phản đối ăn bài này, càng không có gì để nói. Sự tình của Hà Lập vừa định về phía ba người lỗ đại tiên sinh cùng với đạo cô lại tiếp tục nói chuyện phím. Bớt quá nội dung bọn họ trò chuyện là không phải tu tiên địa giới kỳ văn dị sự mà là việc triều chính đương kim đại tấn một ít được mất lợi hại. Điều này làm cho Hàng Lập nghe xong buồn bực một trận, vừa sao nho Môn cũng vậy, suy cho cùng là tôn chỉ bọn họ vốn là chú trọng nhập thế. Nghị luận trừ chính cũng không kỳ quá gì, nhưng xuất gia đạo cô Hoàng Thanh Quang này lại là cũng đồng dạng bình tĩnh đúng bực nghị luận việc này. Thật sự làm cho Hàng Lập một trận kinh ngạc. Chẳng lẽ Hoàng Thanh Quang cùng với nho môn bình thường cũng là tôn môn tu tiên nhập thế, Hàng Lập không phải suy nghĩ như thế. Ba người ở trong phòng nói chuyện vui vẻ, như chỉ một lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Tiếp đó, một giọng nói có chút non nớt từ ngoài cửa truyền đến, khởi bẩm tổ sư đệ tử đã làm theo lệnh đem tử linh đồng của nhà kho mang đến ai à, đã như vậy hãy đem vật đưa đến đây đi Đỗ đại tiên sinh vừa nghe lời ấy cũng không cần suy nghĩ nói, tự tin đồng hoàng lập trong lòng hơi động. Thứ này nếu là luyện chế pháp khí bậc cao, thậm chí tài liệu pháp bảo bậc cao đối với hắn mà nói có lẽ cũng không tính là đồ tốt gì, nhưng đối với hai người trước mắt mà nói tuyệt đối là vật quý hiếm khó tìm. Vẫn đang suy nghĩ, cửa phòng đã bị đẩy vào, một đồng tử 11-12 tuổi trắng trẻo tay nâng một cái khay đỏ thẩm đi đến, trên khay đậy một tầng gấm màu bạc căn phòng tự hồ đựng cái gì cương kính đem khay hướng hoa liên tiên cô cùng với lỗ đại tiên sinh để rồi lên trên bàn đồng tử liền lập tức vui vẻ vùi việc phía sau vài bước buông tay đứng đó lùi xuống đi nơi này hiện tại không cần người ở bên hầu hạ nữa lỗ đại tiên sinh nhìn đồng tử liếc mắt một cái bất động thanh sắc phân phó nói đồng tử nọ lập tức đáp ứng một tiếng sau khi thi lễ lùi ra khỏi phòng sau đó lỗ đại tiên sinh cũng không thèm nhìn tới đem khay trực tiếp hướng trước người của hoa liên đào cô này tới hoa liên đạo hữu đây là tử linh đồng ngươi muốn mượn mời cất giữ Lần này, quý qua sưu tầm tài liệu khắp nơi xem ra thật sự là muốn luyện chế. Một món bảo vật quan trọng, chỉ không biết là pháp khí bậc cao hay là pháp bảo. Lỗ đại tiên sinh cười cười, phản phất tùy ý nói ra. Sự tình luyện khí này, vạn bối của không quá mức minh bạch, vẫn bối đúng là phụng mệnh tứ sư thúc hành sự. Tiền bối nếu muốn một chút tình hình cụ thể tỉ mỉ, không bằng trực tiếp hướng tứ sư cô hỏi thăm. Thật chỉ biết như vậy, đạo cô chần chờ một chút sau lại lộ ra ý xin lỗi nói ra. Không cần vẽ vời thêm chuyện, lão phu cũng là thuận miệng hỏi thôi. Lộ đại tiên sinh vừa nghe cái danh tứ sư cô sắc mặt khẽ biến lập tức đùa cợt ứng phó cho qua. Hoa liên tiên cô thẳng nhiên cười vươn ngón tay ngọc trắng nõn đem khay gấm thu lại lộ ra một đống kim thạch tử quan trái loại. Nhìn cả khay đồng tinh màu tím trước mắt, trên khuôn mặt đạo cô lộ ra vẻ tươi cười sau khi trong miệng cảm ơn một tiếng. Từ bên hông đem tháo xuống một túi đường đồ, hào quang thoáng cái đã cuốn sạch, đem tài liệu này họ cất vào bên trong túi, cẩn thận thu kỹ lại. Chuyến này tất cả mục đích đều đạt được, đạo cô trẻ tuổi sau khi mà cùng lão đại tiên sinh hai người trò chuyện, rốt cuộc cũng đứng giải cáo từ, lộ đại tiên sinh cũng không giữ được lâu nữa, lập tức gọi một đồng tử đến dẫn đường đưa đạo cô ra khỏi thư viện, Hàng lập tự nhiên cũng là đồng dạng hướng hai người kính cẩn cáo từ một tiếng đem nàng này đi ra ngoài. Hàng lập hai người rời đi làm trong phòng nháy mắt đã ăn tịnh hẳn, nho sinh họ Nghiêm cùng với lộ đại tiên sư trong lúc nhất thời là không nói chuyện một câu chỉ là lặng lặng ngồi trên ghế thay nhau im lặng không nói gì đặc biệt nha sinh họ nghiêm lại càng là thần sắc bất định tự hồ lại cân nhắc cái gì đó người chuẩn bị sau rồi muốn đối phó ma đầu ngư thiên đức nọ chỉ có là trợ giúp ta tu hành phệ chân hợp nghiên quyết Ta mới có 7-8 phần nắm chắc tiêu diệt được ma đầu này, hiện tại mọi sự đã đủ, người sợ không ở thời điểm cuối cùng lại thương tiếc tính mạng bản thân chứ. Lỗ đại tiên sinh rốt cuộc mở miệng như thanh âm trầm thấp không hề cảm tình. <laughs> chỉ cần có khả năng báo thù diệt tộc. Nghiêm mổ mộ một tấm thân tàn này còn luyến tiếc gì nữa, ta duy nhất chỉ lo chính là một khi thần thông của lỗ huynh đại thành thì lại sợ hãi hung thế của lão ma kia, ngược lại là không muốn đi rêu chọc hắn như vậy chẳng phải là tài hạ cho không tính mạng mình sao. Nho sinh họ nghiêm sắc mặt trầm xuống lạnh lạnh nói ra, ha nghiêm huynh như thế nào, đối với lộ mộ không có tin tưởng như vậy, ta không phải đã nói rồi sao? Một khi ngươi lấy thân trợ giúp ta tu thành thần thông này, một thân hạo như chi khí của ngươi tự nhiên được ta kế thừa qua, trong đó nhất định tràn ngập oán khí tiềm ẩn của ngươi. Ta một ngày không thu dọn viện ngưu thiên đức kia, thì một ngày không thể nào đã đem hạo thiên chi khí này chính thức hóa thành của chính mình, vì luồng hạo nhiên chi khí thuần hậu trên người của nghiêm huynh tại hạ cũng nhất định sẽ giữ lại tiêu diệt ma đầu này huống hồ nghiêm huynh cảm giác được trừ ta ra ngoài còn có là tu sĩ nào có thể giúp người tiêu diệt lão này cũng là không chút nào là sợ sự trả thù của hắc dương tông lộ đại tiên sinh cũng không có chút tức giận nào ngược lại là không chút hoang mang nói Người nói không sai, ta từ mấy năm nay cũng có ý định giao tiếp một ít tu sĩ. Trong đó Lộ Huynh mặc dù không cần là thần thông lớn nhất, tu vi cao nhất trong đó, nhưng cũng chỉ có người muốn rõ giúp ta, nguyện ý thay viên nghiên mổ báo mối thù diệt tộc này. Rêu chọc ma tu Hắc Dương Tông, người khác căn bản không phải là không thể làm được, chỉ là không nguyện vì ta một kẻ phàm nhân đi rêu chọc tu sĩ thập đại ma Tông. Thừa nói đến mối thù diệt tộc, nho sinh họ nghiêm bỗng nhiên hai tay nắm quyền, móng tay thật sâu đâm vào trong lòng bàn tay mà không biết. Đây là việc đương nhiên, ngư thiên đức nọ ngoài sự chấp pháp, hắc chương tông hành vi độc ác. Kỳ thật tông môn nhỏ bình thường nào dám trêu chọc, chúng ta nho môn vốn cùng với ma đạo nước lửa bất dung không có băng khoan này. Hơn nữa để biểu hiện tình ý của lỗ mổ trong năm năm này ta đối với nghiêm huynh cơ hồ là có yêu cầu gì, đều nhất định đáp ứng. Cái này cũng đủ để biểu hiện tâm ý của tại hạ, lỗ đại tiên sinh thở dài một hơi, còn nói vài câu. Nghe được lời ấy, nho sinh họ nghiêm nay mặt trầm như nước lạnh lùng nhìn lỗ đại thiên sinh thủy chung không nói thêm nữa được rồi vì làm cho nghiêm huynh trong lòng yên tâm tại hạ có thể đối với lại thánh hiền tạ hỏa tâm chú sau này nếu là có thể không làm được như vậy Hảo như chi khí sẽ không thể tiến thêm mấy mây. Một hồi lâu sau, thấy nhờ sinh họ nghiêm vẫn không ý mở mồm, lỗ đại tiên sinh không thể làm gì khác hơn là cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói. Hảo có thể nói thế là được, nghiêm mộ không tiếc đem thân thể này trợ giúp cho lỗ huynh tu thành thần thông. Không phải nghiêm mộ không muốn tin tưởng lỗ huynh nói như vậy, mà là cả tộc nghiêm gia cũng chỉ còn lại nghiêm mộ một thân sống chui nhựa trên trần thế. Tại hạ không thể là không thận trọng một chút, nhờ sinh họ nghiêm lúc này mới thở dài một cái. Còn mặt cô gấp một chút đồ đỡ nói, nỗi khó xử của Nghiêm Huynh tại hạ tất nhiên có thể hiểu được, vậy mà một tháng sau sẽ bắt đầu ăn bài tu luyện. Trong một tháng này, Nghiêm Huynh tốt nhất ăn bài ổn thỏa hậu sự, sau đó trở lại thư viện tìm ta, lỗ đại tiên sinh khoát khoát tay tỉnh táo nói ra. Nhờ sinh họ Nghiêm gật đầu trong phòng lần nữa lâm vào trong im lặng. Được rồi, lần này người của Hoàng Thanh Quang vì sao nhất định phải mang đi tiểu tử họ hàng? Để tự luyện khí, chẳng lẽ không thể ở thư viện này tùy tiện tìm một người sao? Nhờ sinh họ nghiêm đột nhiên nhắc tới Hàng Lập, lộ mộ chỉ là xuôi dòng đẩy thuyền mà thôi một lần này hoàng thanh quan luyện chế bảo vật hẳn là không phải chuyện đùa Trường luyện khí sư bên ngoài bổn quan các nàng thậm chí ngay cả nhân thủ luyện chế tài liệu đều không đủ mặc dù hoàng thanh quan cũng có thể hướng chúng ta thư viện mượn luyện khí để tự bật thấp nhưng khẳng định có lo lắng còn không biết phải đề phòng cẩn thận hơn không ấy chứ hiện tại có viện hàng tự hữu này hiểu chuyện luyện khí đột nhiên xuất hiện hơn nữa còn chưa gia nhập bất cứ thư viện nào trực tiếp tự nhiên thu vào làm môn hạ để sử dụng Lộ đại tiên sinh tự hồ biết những gì không để ý cười nhạt nói hết ra. Nghe đến đó nho sinh họ nghiêm cuối cùng yên lòng. Nếu thực sự có điều gì không ổn, trở về đối mặt với Lào Hữu cần khó mà giải thích. Mà cùng lúc đó, vị hoa liên tiên cô kia dùng một khối pháp khí hình khăn cấm mang theo hàng lập người khí phi hành. Rời xa huyện Vân Phong thẳng đến một ngọn núi khác hơi thấp một chút. Vị này chính là Vi Lão, là một trong hai luyện khí đại sư của Tam Hoàng qua chúng ta. Khi ngươi làm trợ thủ của Vi Lão, thuận tiện học tập thêm luyện khí thuật, yên tâm sẽ không để cho ngươi làm luyện khí sư đâu. Bộ qua cũng không có tài liệu cực lớn như thế có thể bồi dưỡng thêm một chức luyện khí sư nữa chỉ là bởi gần đây đang luyện chế một loại trọng bảo chỉ cần một ít nhân thủ tạm thời hỗ trợ mà thôi bớt quá chỉ cần người làm tốt công việc của mình ở đây hay sau là ba năm xong việc ta sẽ bao cho người linh đan ở vấn đề tu luyện ta cũng sẽ đích thân chỉ điểm cho người một chút ta sẽ không thất hứa với người hướng về phía hàng lập nói lời này chính là hoa liên tiên cô hiện giờ hai người bọn họ đang đứng ở một gian chất đầy tài liệu tạm nham ở giữa mật thất Đứng một bên còn một người khác là Hồng Kiểm, lão giả, tuổi chừng là hơn 50 tuổi, tu vi trúc cơ sơ kỳ, nhìn Hàng Lập từ trên xuống dưới cho mày. Mà Hàng Lập tới lúc này cũng không thể nói gì, chỉ có thể liên tục gật đầu vân dạ. Hoa liên đạo hữu, vị sư điệt này còn có thể là hiểu luyện kỹ thuật không đây? Tuổi cùng tu vi cũng không khỏi là hơi thấp sao, không phải đã nói sẽ đi bạch lộ thư viện giúp tài hạ tìm một vị trợ thủ thích hợp sao? Lão giả có vẻ không hài lòng trực tiếp nói ra, lần này luyện chế bảo vật uh, liên trọng đại tốt nhất là không để cho các tông môn khác tham dự vào việc này có lẽ tu vi cùng kinh nghiệm của hoàng sư điệt còn thấp nhưng mà vi lão chỉ cần quan tâm chỉ điểm một ít làm mấy chuyện như là tinh luyện tài liệu chắc hẳn cũng không có vấn đề gì hoa liên đào cô chỉ khẽ cười nói như cho dù chỉ là đề luyện một ít tài liệu chỉ là cần phải có thiên phú nhất định nếu không thì chỉ lãng phí vô ích nguyên liệu thôi nhưng nếu Hoa Liên Đạo Hữu đã nói thế, vậy chỉ cứ để cho là tiểu tử này tạm thời lưu lại thử xem. Lão giả bất đắc dĩ chỉ có thể có chút không vui nói, yên tâm ánh mắt của ta còn không kém đến thế đâu. Vị Hà sư điệt này mặc dù tu vi không cao nhưng pháp lực trên người lại là tinh thường dị thường, nhất là khống chế pháp lực cùng là luyện khí tuyệt đối sẽ không tệ. Đạo cô hơi hé miệng thản nhiên cười, à ra là thế, xem ra cũng có vài phần tiềm lực, thì ra Hoa Liên Đạo Hữu cũng không phải tùy ý mà người tới. Lão giả họ Viên nghe vậy, ngạc nhiên một lần nữa đánh giá lại hàng lập một chút trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Ngươi mà vi lão cần ta đã đưa đến tiếp theo tiến đến luyện chế cần phải là nắm chắc hơn. Bổn qua so với hai quan còn lại mà nói tiến độ đã trễ một chút, cuối cùng là ngàn vạn lần đừng để chậm trễ đại sự. Nếu không ngươi và ta hai người đều không chịu nổi trách nhiệm đâu. Hiện tại bần đạo xin phép cáo từ. Hoa liên tiên cô rút cuộc đứng dậy muốn rời đi trước khi đi vừa vặn do dọn dò thêm một câu. Yên tâm đi, chỉ cần tiểu tử này có thể dùng được sẽ không trì hoãn tiến độ đâu. Hồng kiệm lão giả đứng dậy đưa tiễn kèm theo lời hứa hẹn. Nghe xong lời này đạo cô mới hài lòng chứ tức rời đi. Do đó trong mật thất nhất thời chỉ còn lại có hàng lập cùng với vi lão hai người. Những lời vừa rồi ngươi cũng đã nghe được. Mặc kệ ngươi đối với luyện khí có hứng thú hay không hay là có hay không có thiên phú, ta sẽ dụng tâm truyền thụ ngươi một tháng luyện khí chỉ đạo. Sau đó sẽ an bài nhiệm vụ cho ngươi. Chỉ cần ngươi mỗi tháng vào đúng thời hạn hoàn thành nhiệm vụ của ta, thời gian còn lại thì tùy ý ngươi. Nhưng nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, Lão Phu sẽ lập tức thay người. Lão Phu sẽ tìm người khác thích hợp hơn tiến vào trong luyện khí điện lão già dạ họ vi chẳng để lại chút cảm tình nào không chút khách khí nói dạ đệ tử sẽ quan hết sức hàng lập thần sắc bình tĩnh trả lời đương nhiên làm đệ tử tại luyện khí điện của chúng ta cũng không phải là không có lợi chẳng những một ít pháp khí cùng với điện hỏa trì trong điện có thể miễn phí sử dụng hơn nữa mỗi tháng lại là phát xuống linh thạch cùng với so với mấy, mấy đệ tử điện khác nhiều hơn Người dần ngươi theo ta đi làm quen với các đệ tử khác của luyện khí điện đã. Sau này có chút tài liệu có lẽ còn cần các ngươi chung sức hợp tác mới có thể hoàn thành. Lão giả tự hồ đối với thái độ của Hằng Lập có chút hài lòng nên thần sắc trở nên hòa hãng hơn, nói. Tiếp đó hắn mang theo Hằng Lập hướng về phía ngoài mật thất đi ra. Sau khi đã gặp với ba gã luyện khí kỳ đê dài, Đệ tử còn lại, hãng đã tùy ý an bài cho hàng lập một chỗ ở, cuộc sống của hàng lập hoàn thành từ đó coi như chính thức bắt đầu. Cái gọi là luyện khí điện, kỳ thực chính là tại chính giữa ngọn núi của Hoàng Thanh Quang tu kiến một cái biệt viện. Kiến trúc này cũng không có nhiều, trừ một gian địa hỏa đại điện với mấy chỗ luyện khí cát của ngoài ra thì không có kiến trúc nào đáng có thể nói đến. Đệ tử trong điện thậm chí phải sống cùng với mấy cái đồng, được dựa vào trong núi mà kiến tạo thành về phần người trong điện trừ hồng kiểm lão giả là chuyên thức luyện khí sư ra còn có hai gà luyện khí trung niên tu sĩ khá coi như là trợ thủ của lão giả kia luyện khí phần còn lại tính cả hàng lập nữa là có bốn gà để tử luyện khí điện cho nên địa phương tuy không lớn nhưng đối với những người này mà nói tự nhiên là quá dư thừa bất quá hoàng thanh quang hội ngày có đủ các loại nam nữ để tự đến luyện khí điện để thuê luyện khí hoặc trực tiếp thỉnh cầu luyện chế các loại khí vật của không ít nếu là nữ quan trong đó tự nhiên có đến là mười mấy nữ đệ tử. Mà những nữ tu sĩ này cũng không phải đều là đạo, đạo cô, có không ít người nữ tự trẻ tuổi tu hành, dung mạo lại ăn tiếng nói mọi người đã bất phàm, hình như là con gái nhà quyền quý đại gia. Hàng lập dưới sự thờ ơ lạnh nhạt phát hiện ba cả năm đệ tử của lụy ký điện dù hàng ngày đêm mệt mỏi quá sức nhưng vẫn bị những tu sĩ đó khiến cho là thần hồn điên đảo. Cả ngày chỉ biết liều mạng lụy ký lấy lòng các nữ đệ tử này, tư vi bản thân sớm đã đình trệ nhiều năm không tiến triển một số ít nam đệ tử tới đây thì phần lớn đều hỗn tạp, cùng đệ tử luyện khí địa giống nhau, có phụ trách nghiên cứu pháp trận, có phụ trách luyện giới đang dược các loài, còn các nữ đệ tử kia thì chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được. Những điều này làm cho Hàn Lập âm thầm lắc đầu nhưng hắn cũng sẽ không xen vào việc của người khác. Mà tiếp đại các nam đệ tử này đều là chuyện của ba người kia, Hàn Lập chỉ chuyên tâm học tập tinh luyện cùng tinh chế tài liệu. Hồng kiểm Lão giảm mỗi ngày sử dụng một canh giờ chuyên môn dành cho Hàng Lập giảng giải một ít trụ cột tri thức để luyện khí chỉ đạo. Thậm chí có khi tự mình đồng thủ làm mẫu để tiến hành chỉ điểm cho Hàng Lập. Lấy từ việc kiến thức của Hàng Lập bây giờ, đối với một chút cơ kỳ luyện khí sự đương nhiên sẽ không cho rằng có thể từ đấy học được điều gì, mà chỉ dùng thái độ ứng phó cho qua mà thôi. Kết quả vẹn vẹn chỉ sau mấy ngày đã khiến cho Hàng Lập kinh hãi. Lão giả này mặc dù tu vi không cao nhưng ở luyện khí chi đào tạo nghệ cực cao tuyệt đối không tầm thường chỉ là việc tinh chế tài liệu. Người này tin không các loại đủ dạng luyện khí thủ pháp tự hồ đối với rất nhiều luyện khí bí thuật của các công phái đều đã nghiên cứu qua trong đó có một ít luyện khí kỹ xảo cùng tri thức hắn ngay cả nghe qua cũng chưa từng ngắn ngủi hơn là 10 ngày sau từ nơi đây đạt được ít lợi không nhỏ khiến hàng lập không khỏi ngạc nhiên cùng vui mừng xem ra đại tấn tự xưng là nhân giới tư tiên thánh địa thực sự không phải là khoe khoang chỉ là một người luyện khí sư trong cái đạo quán chẳng thu hút như thế này cũng đã nắm giữ nhiều luyện khí kỳ kỹ, kỹ xảo như thế trong đó vừa có bảo tồn Hoàn hảo thủ pháp luyện khí từ thượng cổ cũng có thời gian để mà tích lũy sự cô động tân luyện kỳ pháp thuật do các triều đại luyện khí đại tông sư. Tổng kết nghiên cứu ra, hai loại này cùng kết hợp với một chỗ khiến cho các loại thủ pháp luyện khí đơn giản ở thiên nam và loại tinh hải còn sang mới có thể sánh được. Điều này thực sự làm cho hắn một phen mở rộng tầm mắt. Lại nói tiếp, hàng lập hiện ở phương diện luyện khí thuật cũng chỉ là tình cờ cơ bản. Luyện khí thuật đạt được từ là tề vân tiêu năm đó đối với tu vi cùng kiến thức hiện tại mà nói, sớm đã có vẻ nông cạn hắn tại loạn tinh hải rồi lại gia nhập đạt vân tâm sau thực ra cũng đã xem qua không ít bí tịch có liên quan đến là khí thuật nhưng thực sự có tác dụng cũng là không phải nhiều hiện tại nếu đã gặp cơ hội khó có được như vậy hàng lập tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn trừ thời gian khác tĩnh tâm tu luyện minh vương quyết đối với kiến thức cho lão già họ vi truyền thủ vô cùng để tâm thiên phú luyện khí cũng phải thái độ chăm chú biểu hiện ra đều cho lão giả họ Phi hài lòng, thậm chí thỉnh thoảng một ít nghi vấn của Hàng Lập gãi đúng chỗ ngứa của gã. Bất tri bất giác lại nói thêm rất nhiều điều, kể từ đó thái độ của lão giả đối với Vi phi... ờ đối với Hàn Lập trong thời gian một tháng ngắn ngủi đã dần dần thay đổi cực lớn. Ban đầu là nghiêm khắc lạnh mặt, càng về sau vẻ mặt càng ôn hòa làm cho ba gã hủy khí điện đệ tử còn lại biết rõ tính tình của lão không khỏi trở mắt há mồm lâm vào tâm lý đố kỵ thái độ của ba người này đối với hàng lập tự nhiên là không tốt hơn bao nhiêu bớt quá hàng lập hiện được các ưu đãi ba người này cũng sẽ không nóng đầu tìm hàng lập kiếm chuyện phiền toái nhưng mà khi gặp mặt hàng ngày thái độ lạnh lùng gì thường tự nhiên không tránh được hàng lập đối với chuyện này càng cảm thấy là vui vẻ hắn đang muốn bình thường cứ một mình một chỗ có thể an tâm tu luyện không người nào quấy rầy tự nhiên là chuyện không thể tốt hơn một tháng sau, lão già họ Vi chọn những đem các loại thủ pháp tinh luyện tài liệu giảng giải rất nhiều cho hàng lập, thậm chí ngay cả một ít thủ pháp luyện khí đặc biệt cũng nhắc tới không ít, khiến cho Hàng Lập phải cẩn thận ghi nhớ trong lòng. Hắn chuẩn bị thi pháp lực với khôi phục sẽ lập tức tới ngay các nơi trên đại tấn sưu thầm các luyện khí thuật này. Như vậy, cũng đã chuẩn bị tốt cho việc luyện chế thức chiếm phiến cùng với khôi lỗi của đại diễn thân quân, càng thêm hoàn thiện một chút uy lực sẽ cao hơn một tầng. Cũng đúng như lão giả nói, một hạn kỳ hạn vừa hết, Hàng Lập lập tức đã bị giao ra một loạt nhiệm vụ về tài uh, liệu luyện khí. Nhưng lấy tu vi hắn biểu hiện ra ngoài mò nói tự nhiên không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Kết quả hàng lập hoàn toàn toàn bộ, cực kỳ dễ dàng, căn bản không cần để tâm, thời gian còn lại đều dùng cho tu luyện minh phương quyết. Như thế, 3-4 tháng thời gian qua đi, hết thể đều rất thuận lợi. Hàng lập cảm thấy việc lựa chọn gia nhập hoàng thanh quan xem ra cũng không tệ. Trong thời gian này, lão dọn họ vi đột như trở nên là vội vàng dị thường, bình thường trừ mỗi tháng mấy lần cho một ít luyện khí nhiệm vụ cho bốn người xong đều ở lý trong mật thất của địa hỏa điện không biết là đang luyện chế những gì bóng dáng hoàn toàn không thấy đâu cả mà vị hoa liên tiên cô kia trong thời gian này cũng đã nói mấy lần mỗi lần đều cùng đạo giả trốn ở trong mật thất không biết thương lượng cái gì Hai người này cũng rất cẩn thận, mỗi lần nói chuyện đều phóng ra là cấm chế cảnh giới. Mặc dù Hàng Lập trong lòng cũng có chút tò mò, nhưng hiện tại trong đầu chỉ có ý nghĩa duy nhất là tu thành minh phương quyết. Vì thế, của không mạo hiểm sử dụng thần thức để nghe lén nhiều chuyện bên trong. Và một ngày ở trong mật thất động cuộc, Hàng Lập ngồi xếp bằng khoanh chân, nửa trên người vặn vẹo thành một tư thế cổ quái. Hai tay kết quyết ở trên bồ đoàn vẫn không nhúc nhích, thân thể bị một tuần kim quan nhàn nhạt bao phủ đang rung nhẹ nhẹ không ngừng nhưng nếu nhìn kỹ mới phát hiện da thịt của hàng lập giờ phút này dày đặc những tơ máu cùng với gân xanh một vật to cỡ quả trứng gà không ngừng chạy qua chạy lại dưới làn da nhìn có vẻ quỷ dị vô cùng mà mỗi lần lấy thân thể rung rẩy là khuôn mặt của hàng lập co quắp lại một chút hiện ra vẻ thống khổ dị thường từng hạt mồ hôi to như hạt đầu của không ngớt từ trên trán hiện ra phản phất như đang trải qua vận động nặng nhọc ngay cả quần áo cũng đã ướt sũng hơn nữa không biết qua bao lâu, kim quan trên thân của Hàng Lập dần dần thu lại, thở ra một hơi dài, pháp quý trên tay hắn thu lại, rốt cuộc đã khôi phục về tư thế ngồi xếp bằng. Cô hồ cùng lúc đó, bên ngoài thân thể, tất cả các hiện tượng dị thường cũng nhanh chóng biến mất không thấy đâu. Thân thể trong nháy mắt đã khôi phục như thường, khi nhiệt độ cực cao trong cơ thể dần chậm rãi hạ xuống, Hàng Lập cũng thu công, ánh mắt đầy vẻ trầm ngâm. Minh Vương Quý quả thật bá đạo vô cùng, dù hắn đang ngưng kết qua Nguyên Anh, thân thể đã được dịch kinh tẩy tủy, nhưng mà cũng thiếu chút nữa là không thể chịu nổi cùng lúc nhiều đau đớn khi luyện thể như vậy. Điều này làm cho Hoàng Lập trong lòng phụ buồn bực lại có chút kinh nghi. Tiện bối, Minh Phương quyết này tu luyện tiếp thực sự là không có vấn đề gì chứ, mới chỉ đến là tầng thứ hai của pháp quyết mà đã thống khổn như vậy rồi. Ta không tin đám đầu trọc của Phật Tông mỗi người đều là Nguyên Anh mới bắt đầu tu luyện pháp quyết này. Nếu không chờ bọn hắn đại thành pháp quyết thì e cũng tới số luôn. Những tu sĩ kết đang tu luyện pháp quyết rất khó nhưng mà có thể chịu đựng loại hành hạ này không chỉ trên phương diện thân thể mà ngay cả tân thức cũng có thể cảm ứng rõ ràng sự đau đớn. Hàng Lập đột nhiên hướng đại diện thần quân hỏi, cái này cũng đâu có gì kỳ quái, Phật Tông nếu đã có biện pháp đem yêu tộc công pháp biến thành như vậy, tất nhiên cũng là nghiên cứu nhằm giảm đi sự đau đớn trong quá trình luyện công, mà Phật môn công pháp căn bản vốn chú trọng đặc biệt và sự kiên nhẫn cùng chịu đựng đau đớn. Hơn nữa nếu là người tu luyện có nghị lực đủ mạnh, Kế đàn kỳ kim tương minh phương quyết cụ không phải là không có khả năng mà công phép này báo đạo như thế cũng chỉ là đối với ba người người của chúng ta cảm thấy như vậy thôi nó vốn là dành cho yêu tộc cùng với cổ ma tu luyện yêu ma dị tộc ai ai cũng có thân thể mạnh mẽ cũng sẽ không quan tâm chút đau đớn này đại diện thần quân lười biến trả lời thì ra là thế, ta hiểu rồi, đáng tiếc chúng ta không có thời gian để tu luyện những công pháp phật thông khác. Nếu miễn cử tiếp tục tu luyện loại trình độ hiện tại này, ta còn có thể cố gắng chịu đựng được. Hà Lập nhớ nhớ mày, cười khổ nói, tiếp đó hắn khoát tay, đem tay áo thu lại, đột nhiên vươn cánh tay ra một chút. Hà Lập hai mắt khiếp lại, nhìn phía mặt ngoài cánh tay, trong con mắt còn có lam quan chấp động. Sau một khoảng thời gian được uống hết một chén trà, Hà Lập mới phương một ngón tay hướng lên đằng da. Trên cánh tay đâm một cái, sau đó mới buông cánh tay ra. Mặc dù phải chịu đau khổ không nhỏ, nhưng Minh Phương quyết này về mặt luyện thể quả thật có chỗ độc đáo khác xa so với các công pháp rèn luyện pháp thể khác mà ta biết. Mạnh mẽ hơn rất nhiều, chỉ mới tu luyện một thời gian ngắn ta đã có thể cảm thấy thân thể có biến hóa kinh người. Hàng Lập thì thào vài câu, bộ dáng đầm bầm lầu bầu tự nói một mình. Sau đó Hàng Lập tiếp tục tỉnh tọa trong chốc lát rồi mới đứng dậy, ra khỏi mật thất, chậm rãi hướng phía địa hỏa đại diện bước đi. Trước đó vài ngày, hắn trong lúc tinh luyện một số tài liệu cùng kết hợp với luyện khí thủ pháp do lão già họ Vi giảng giải, suốt cuộc đã tìm hiểu ra một loại luyện khí kỹ xảo mới, vì vậy hắn cũng đem yêu đang phi châm vốn luyện chế hơn phân nữa. Chỉ cần bước cuối cùng là hoàn thành rồi tinh hóa trong những ngày gần đây, cứ vào giữa trưa là hắn lại mượn địa hỏa chi lực một lần nữa tiến hành một phen tế luyện để cho uy lực của nó tăng thêm một tầng nữa. Hàng Lập bước nhanh đến gần đại điện, đột nhiên từ hướng đại môn truyền đến một trận ồn ào. Hàng Lập nghe những âm thanh này không khỏi ngẩn người nhìn qua, chị thấy từ hướng đại môn có một đám người đi tới ước chừng cũng khoảng là chục người đi trước dẫn đường rõ ràng là ba tên đệ tử khác của luyện khí điện mà đi theo phía sau chỉ là mấy tên nam nữ tu sĩ trẻ tuổi đang vây quanh một thiếu nữ chừng 16-17 tuổi, một thân xanh biếc cung trang dung mạo tú lệ khí chất bất phàm, những ánh mắt luôn luôn chấp động, Vẽ rằng đầy tò mò. Những người này nếu nói về tu vi so với các tuổi tác xem như không tệ, phần lớn đều là luyện khí kỳ tầng thứ 8 thứ 9. Cung trang nữ tử kia tu vi luyện khí kỳ tầng 10, trong những người này coi như là người có tu vi cao nhất. Hàng lập ánh mắt vừa chỉ đạo là lập tức hiểu ra những nam nữ đang tiến vào luyện khí điện này, khẳng định thân phận không đơn giản, hầu như mỗi người bên hông đều có túi trữ vật căn phòng. Có hai ba người thậm chí còn đeo túi linh túi chuyên dụng mà ba người cùng luyện khí điện thì là không ngớ cười nịnh. Bộ giá định nọt vô cùng xem chừng không dám đắc tội với là bất kỳ người nào. Hà Lập ánh mắt chớp động một chút, xoay người nhìn lại, làm như không để ý, cứ thế đi vào trong địa hỏa đại điện, hắn cũng không muốn có chuyện phiền phức tìm tới. Vừa đúng lúc này, một trong ba tên đệ tử của Lũy thí Điện, người có tu vi cao nhất cũng là người đối hắn có địch ý lớn nhất, đệ tử của Cao. Liếc mắt một cái, nhìn thấy bóng lưng hàng Lập lại đột nhiên hướng hắn lớn tiếng hét lên. Hà Sư Đệ, người lại đây một chút. Lục tứ quận chúa muốn luyện chế một loại pháp khí có chút tài liệu phải trải qua đặc thù tinh luyện mới được. Sư đệ vội lúc tới hiệp trợ một chút để hoàn thành đi. Đây chính là nhiệm vụ do tứ quản chủ mình tự do xuống. Không thể trì hoãn, quận chúa hàng là vừa nghe vậy có chút kinh ngạc lại nghe tứ quản chủ ra lệnh lại càng thấy mọi ý muốn. Cứ bộ dừng lại, hắn không thể làm gì khác hơn là một lần nữa xoay người lại. Ở đây một thời gian dài như vậy, Hàng Lập đối với cao giai tu sĩ của Hoàng Thanh Quang Đại Khái cũng có chút hiểu rõ quán này trên danh nghĩa tổng cộng có bốn vị quán chủ tất cả đều là kết đăng kỳ tu vi trong quán còn có một cái thiên thanh viện nghe nói cư trú của một tu sĩ nguyễn anh kỳ duy nhất của hoàng thanh quang mà vị tứ quán chủ này mặc dù tiếng giai kết đăng kỳ trễ nhất nhưng mà nghe nói là tu luyện công pháp đặc thù thần thông ngược lại là cao nhất trong bốn người tất cả quần hiện hết nổi danh ngày đó vị lỗ đại tiên sinh của bạch lộ thư viện vừa nghe kỳ danh cũng không khỏi biến sắc chỉ là mấy vị quán chủ này thân phận đều không phải loại tầm thường, Hà Lập đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội gặp được vị nào. Nếu là tứ quán chủ ra lệnh, để tự tự nhiên sẽ cắn hết sức. Hà Lập quay lại đánh giá những nam nữ tu sĩ này vài lần rồi mới nói. Người có khả năng tinh luyện tài liệu sao? Tu vi hình như hơi quá thấp thì phải. Quân chúa lần này cần phải đề luyện là huyết tiên ngân, vì thường hiếm thấy. Nếu đem tài liệu phá hủy, người chịu trách nhiệm nổi không? đám thanh niên nam nữ này đồng chẳng đánh giá hàng lập một chút vừa thấy hàng lập tu vi mới chịu luyện khí là ba bốn tầng ngay lập tức phần lớn đều lộ vẻ kinh miệt trong đó có một nam tự thân phận uh, lam cẩm bào lại càng không chút khách khí nói Cùng trang khiếu nữ kia hẳn chính là lục tú quận chúa nàng chỉ là hé miệng cười cười nhưng ánh mắt cũng chớp động hiện nhiên cũng có chút hoài nghi huyết tiên ngân quả thực là một loại tài liệu hiếm thấy tại hạ cũng không nắm chắc 10 phần có thể đền luyện thành công nếu không mời mấy vị khách khác cao minh hơn thử xem trên mặt của hoàng lập không chút tức giận nào ngược lại mỉm cười nói vừa nghe lời này của hoàng lập mấy người kiên ra nhất thời không biết tiếp lời như thế nào không phải nói ở đây có một vị luyện khí sư rất lợi hại sao sao không bảo hắn ra tay giúp quận chúa để luyện tài liệu một vị anh tuấn nam tử khác rốt cuộc phục hồi tinh thần lập tức bất mãn nói vì sư bá hiện tại đang vội vàng luyện chế một món trọng bảo để bế qua mấy ngày ta e rằng là không thể đi ra giúp quận chúa để luyện tài liệu Lời này nói ra là một đệ tử của luyện khí điện bộ dáng như muốn giải thích rõ ràng, giúp ta đề luyện tài liệu chỉ cần trong chốc lát công phu là được. Mấy vị sư huynh có thể hỗ trợ thỉnh vi lão đi ra một chút được không? Mặc dù ta tuy ở trong vương phủ nhưng cũng đã nghe qua đại danh của vị sư huynh. Hận không thể trực tiếp gặp mặt. Lục Sam tự tự nhỏ nhẹ nói ra bộ dáng đúng là tiểu thư khuê cát, làm cho vài tên đệ tử của luyện khí điện có cảm giác là thủ sủng nhược kinh. Chân mày của Hoàng Lập vô ý nhíu lại một chút, nàng nhìn như khách khí dị thường nhưng trong mắt đã vừa rồi có một tia giả hoạt chật lóe nhưng làm sao có thể thoát khỏi sự chú ý của hắn. Ngay lập tức trong lòng Hoàng Lập cười lạnh vài tiếng nhưng cũng trầm mặc không nói gì. Mà ba người kia lại bị mấy câu nói năng mềm mọc của nàng làm cho mơ hồ không biết nặng nhẹ. Trong đó có một người chịu không nổi hấp dẫn liền đáp ứng đi thông báo với lão già dạ họ vi một tiếng. Hoàng lập không khỏi thầm thở dài một hơi. Hắn nhớ không lầm thì hình như trước khi bé quang, lão già dạ họ vi đã nói rõ ràng với hắn. Trừ phi thực sự có việc trọng đại, nếu không quyết được là quấy nhiễu hắn cùng với hai vị trợ thủ trong mật thất dưới đất làm việc, hiện giờ chỉ có thể đề luyện chút tài liệu đã đi thông báo cho vi lão. Kẻ thông báo này không gặp suy xẻo lớn mới là lạ, lạ. Quả nhiên tên đệ tử kia cứng đầu ở đây nghĩa là ngố đi vào trong địa hỏa điện. Nhưng chỉ vẽ vẽ chốc lát công phu, mặt vàng như màu đất chạy ra. Quận chúa phi sư bá hiện tại thật sự là không thể phân thân hay là để cho hàng sư để thử một phen đi. Tên nam đệ tử này vừa tới trước mặt mọi người đã miễn cưỡng cười nói thanh danh luyện khí điện của hoàng thanh quan lớn như vậy mà ba vị không thể thay quận chúa tinh luyện tài liệu sao. Nói lời này là một nữ trẻ tuổi khác trong đám nam tử tu sĩ, nam này lớn tuổi hơn một chút, nhan sắc cũng chỉ là tầm tầm, nhưng bên khóe miệng đã có một nút rùi mỹ nhân làm cho khuôn mặt bỗng nhiên là tăng thêm vài phần phong tình, đang bụng mỉm cười hỏi không dối gạt Minh Châu tiểu Thư. Nếu chỉ là luyện chế tài liệu bình thường, ba người chúng ta tự nhiên có thể ra tay luyện chế, nhưng mà loại tài liệu quý hiếm như huyết tiên ngân chỉ có thể hàng sưu đệ mới được là vi sư bá chuyên môn truyền thụ phương pháp tình luyện tài liệu mới được có biết cách luyện chế. Ba người chúng ta chủ yếu học một chút luyện chế pháp khí thông thường mà thôi. Ba người có chút xấu hổ nhìn nhau, tên họ cao đệ tự kia cũng chỉ có thể bất đắc chỉ nói. Cái này cũng có chút phiền toái, chúng ta mấy người đều theo Ngọc Phu Nhân tới đây, không thể ở đây lâu hơn được hơn nữa. Nhưng bỏ qua cơ hội này còn không biết khi nào mới có thể tìm được đến luyện khí sư có thể đề luyện huyết tiên ngân xem ra chỉ còn cách là làm phiền sư huynh đệ này trợ giúp. Đôi mắt sáng như là thu ba của vị lục tú quận chúa lưu chuyển. Khuôn mặt gọi giảng ra cười khẽ đối với Hàng Lập nói. Được, chỉ cần quận chúa đồng ý mạo hiểm, Hoàng Phụ Tức như sẽ gắn hết sức. Hàng Lập bình tĩnh nói. Không sao cả, sư huynh cứ việc tin vị là được. Nếu thực sự là luyện chế không được, cũng không phải là chuyện gì ghê gớm. Chỉ có thể nói lục tú cơ duyên chưa tới mà thôi, sau này lại tìm một ít là được vừa nghe như thế cùng trang thiếu nữ mỉm cười nói thấy thiếu nữ đã tới đến mức này hàng lập cực đầu bất quá nhìn qua đám người phía trước hắn lại nhớ mày nói Tại hạ đề luyện tài liệu không thể để cho nhiều người như vậy cùng chứng kiến, nếu không chỉ sợ phân tâm sẽ khiến cho tỷ lệ thành công không lớn. Không sao cả, đến lúc đó chỉ cần có thể để cho một mình ta ở cạnh huynh là được. Những người khác có thể ở bên ngoài chờ hoặc để cho ba vị sư huynh này dẫn đi tham quan một số địa phương khác của lùi khí điện. Cung trang thiếu nữ nghe xong lời này cũng không có để ý nói. Những người đi theo nàng mặc dù bộ dáng có chút mất tự nhiên nhưng cũng không có ai đứng ra phản đối, vì vậy họ lập cũng không nói nhiều thêm nữa. Ngay lập tức đi trước dẫn đường thẳng đến địa hỏa điện, những người còn lại dưới ánh mắt của thiếu nữ không thể không lưu lại chỗ này. Hỏa điện là công trình kiến trúc trọng yếu nhất của lũy khí điện, diện tích bề ngoài mặc dù không tính là phi thường rộng, nhưng chia làm 3 tầng thượng trung hạ, thượng tầng là nơi tài liệu chất đóng, trung tầng là nơi nối thông địa hỏa. Để luyện chế tài liệu cho luyện chế linh khí bậc thấp, nhưng mà hạ tầng đã vào sâu là 230 trường dưới đất, vốn chuyên là dùng để luyện khí linh khí bậc cao nhờ vào một luồng địa hỏa chi tinh trong địa hỏa trì. Mật thất luyện chế tài liệu bình thường của hàng lập vốn ở trong một gian mật thất của trung tầng.